Toy Trip USA High-End Equipment Instructions, cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với thiên đường cardio của THOL Dream Center quận 9. Chào mừng các bạn đến với thiên đường cardio của Thor Gym quận 9. Thiên đường cardio của chúng tôi được đầu tư trên triết lý thông minh, đầy đủ và đẳng cấp. Tất cả những dàn máy tập ở đây đều được sự tuyển chọn rất là công phu và hợp tình, hợp lý. Và hôm nay Duy Nguyễn rất vui và tự hào đứng nơi đây để hướng dẫn các bạn sử dụng tất cả những cái máy trên thiên đường cardio này. Đầu tiên là chúng ta đến với một cái máy chạy bộ có tên là TT8. Rồi, đến với chiếc máy chạy bộ, đầu tiên là Duy sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần tính năng. Tất nhiên không cần quảng cáo khủng khiếp như này, nó có nó vậy đâu, các bạn nhìn mà thấy thôi, không gì quảng cáo cả. À, rồi tính năng thì ở máy chạy bộ là điều chỉnh về tốc độ, điều chỉnh về độ dốc, tắt máy đằng sau, khởi động máy đằng sau. Đó là cái những cái vấn đề mà các bạn biết. Khi mà các bạn đến với cái máy chạy bộ trong Thor Gym thì màn hình nó có thể sáng hoặc màn hình nó có thể tắt, tùy nó có chế độ ngủ. Ví dụ máy bạn để chừng 15 phút 20 phút bạn chạy nó ngủ, hao điện bạn nó ngủ thì nó sẽ tắt. Nó tắt bằng lại bằng kéo này dài cái bạn nhấn nút start lại chạy, nhấn nút start nhấn vô cái là chừng 30 giây sau đã chạy nha. Còn nếu không thì bạn kiểm tra nguồn điện chỗ này nè, đó cái chỗ này nè, điện ghim rồi, yên tâm là điện chắc chắn sẽ ghim. Bạn nhìn nút này có sáng hay chưa, đúng không? Lúc này có sáng hay chưa, khởi động máy chỗ này. Tất nhiên cái vị trí này thì các bạn sẽ ít khi nào các bạn đụng đến. Cái này là cái chuyện của cái đội ngũ nhân viên BBT, họ sẽ làm cho các bạn. Đó, ví dụ như lỡ bạn chạy đi là không có điện, bạn đứng đó bạn chờ hoài, nó cũng không sáng. Nó mà khi mà các bạn mua máy là phải có dòng series, đừng có cào nha các bạn. Bảo hành á, đừng có cào bậy nha. Bạn cào tôi không biết series nhiêu tôi bảo hành á. Tại vì bạn mua là nhiều khi tôi đền cho bạn nguyên con á. BBT bảo hành ghê lắm bạn. Nhiều khi ví dụ như giờ bạn lỗi liếc mà chán quá thôi xếp con lỗi vô đây, đường mới ra ngoài đó xài đi, nó chơi vậy á, sốc không nè, mở lên. Rồi đầu tiên chúng ta đến với cái màn hình sơ, thì trên màn hình nó có cái lock này để cái iPad thôi, cái này gắn để iPad chơi vậy đó, nhưng mà ít ai để. Ở trên màn hình này có sẽ những cái mà các bạn ở nhà các bạn xài thôi chứ phòng gym mà không xài. Thứ nhất là này nè, cái thứ hai là hai nút này nè, music nè gắn lo để cho nó phát cái lo ngoài. Từ cái điện thoại của mình có cái jack này, ghi một đầu vô đó, một đầu vô đây, mở nhạc gym phục vụ cuộc sống lên, nghe phát ra cái lo ngoài. Rồi tiếp theo là cái này, nó nhiều cái đó. Cái này trong đây có cục pin, đây cục pin theo máy. Ví dụ như mà pin này hết rồi ra ngoài thị trường mua cũng có đầy rất nhiều lắm. Dặn bốn ốc trong đây nè, kịch. Lắp cục pin này vô cạch xong dặn lặn lại chi biết không, coi nhịp tim đeo đây nè, nó đeo tháo ra đeo nha các bạn, nó tháo ra đeo, nó chỉnh này lại đeo hoặc thọt dò vô đeo hoặc trồng vô đeo gì đó, tháo vô đeo. Nói chung là tuy không có đeo, tại đeo này vô dính mồ hôi, mình đeo phải cởi bụng ra, nó tiếp xúc với da thịt đó, nó mới đo được. Cái này nó dành cho private, tức là dành cho cũng ở nhà luôn. Rồi tiếp tục đi tới những tính năng khác là cái gì đây, à cái này nói rồi, cấp cứu kẹp đâu đó, kẹp lại đây nè, nó xong rồi chạy ở đây tới hồi mà tới rớt ở đây té thì cái bật giật nó văng này ra, rồi giật văng này ra là máy ngừng hoạt động không chết. Rồi ghim vô này cấp cứu, ghim vô nó khởi động lại đó. Tính năng, tất cả những tính năng trên cái màn hình này các bạn để ý cho tôi. Khu vực tay cầm, hai tay cầm có nút bấm, bên này là nút fast low, khi bạn nhấn vô fast tốc độ nó tăng lên 0.1, bạn nhấn vô low tốc độ nó giảm xuống. À, rồi bên đây là up và down. Up là gì? Lên cao. Đó, và down là hạ xuống. Trên màn hình này
Vị trí này là vị trí cái quạt. Cái quạt đó làm chi? Bạn nực á, nó quạt cho bạn mát. Nhưng mà ở đây máy lạnh này nực gì nữa. Nên cái khả năng nực là nó nào hầu như thế này trong phòng thò sim là cũng cần. Nhưng mà thử cho bạn coi, nhấn vô cái fan. Kiếm cái fan nhấn chơi coi. Đây. Fan là cái này. Đưa vô mát. Mát. Mát quá ta. Fan. Hai bên hai cái lo, này là fan. Rồi, lít vô. Tắt kịch. Mất fan. Rồi. Cái vị trí dưới đây là cái console, cái màn hình á. Màn hình điều khiển. Nhìn vô màn hình, nó sẽ là những cái chương trình được lập trình sẵn trong máy. Đầu tiên, ghi đi từ trái qua phải. Manual là chỉnh tay hết. Cái này không có gì để nói cả. Khi mà bạn nhấn vô tính năng manual này, kịch một cái. Kịch một cái, ủa nhấn không được. Làm gì có được, này điện hiển thị thôi, không nhấn được. Muốn nhấn phải nhấn ở đây. Nè, cái nút manual dưới đây nè. Đây là cái nút để chỉnh về manual. Kịch. Đó. Xong rồi nó hỏi bạn tuổi, cân nặng, chiều cao, nhập đại 3 số, di tuổi 35. Ok, nhập xong nhấn Enter. Enter một cái nó nhảy qua O2. Nhập 75. Xong hết mình confirm, rồi nhấn Enter, cạch một cái. Rồi nó cho mình thời gian suy nghĩ có muốn thay đổi gì không. Nếu mà muốn thay đổi, nhấn tiếp Enter. Bạn nào biết đọc tiếng Anh thì ok. Nhìn vô nè, press Enter to modify. Đúng không? Press Enter là dấu ít nè, nó ghi chữ Enter mà dấu ít. Nó ghi ít ít thì ít Enter. Rồi nhấn modify lần nữa nó ra lại cái này. Ra lại cái này, nó ra lại cái này. Xong rồi nhấn lần nữa. Nó hỏi mình. Xong rồi đó, hỏi mình nhấn vô cái nút mà chéo chéo á, tam giác á là nút Start. Nút Start đâu? Đây. Cái nút này á nó hơi gài hàng bạn. Ví dụ bạn biết bạn nhìn tiếng Anh mà nhìn nút mũi này nè. Bạn đâu thấy trên màn hình có cái mũi nào giống vậy đâu. Nhưng mà nó chính là biểu tượng của Start. Chơi game nhiều sẽ biết. Còn không thì coi video Duy Nguyễn. Nhấn Start để bắt đầu. Khi mà bạn bước vào chế độ manual rồi đó thì nó đang đi nè. Bạn nhìn trên display của màn hình nó đang đi tốc độ 1. Nó đang đi tốc độ 1. Đó. Và tất cả mọi thông số đều hiển thị ra hết. Quãng đường, rồi ok, này nọ kia, thời gian, tất cả các thứ nó đang chạy. Rồi nhịp tim gì đó, muốn biết nhịp tim nó bao nhiêu thì đeo cái vòng hồi nãy. Còn nếu mà không đeo vòng hồi nãy, hai cái tay chạm vô đây. Hai tay chạm vô đây cầm, một chút xíu nó đo cho bạn. Thí dụ nó đo cho Duy nè. Tất cả nhịp tim là tham khảo. Nhớ, không có chính xác 100%. Đã buông ra, mất tiêu. Calorie burn, tham khảo luôn. Tức là nó dựa vào thông số mà Duy quật cao nãy giờ và khối lượng cơ thể cân nặng là 75 để tính ra cái lượng calorie burn này. Tất nhiên tham khảo. Rồi tiếp tục. Nó là manual, nó chạy hoài vậy luôn. Nó chạy hoài luôn, bạn không thay đổi nó chạy hoài. Nó chạy hết 10 phút thì nó sẽ nghỉ. Bây giờ muốn thay đổi nó, tôi thay đổi cái gì? Thay đổi cái gì? Thay đổi độ dốc. Thay đổi tốc độ. Thời gian đã chỉnh 10 phút rồi, không thay đổi được. Ok. Thay đổi độ dốc, có những cách thay đổi sau đây. Bạn nhìn vô hàng dưới đây. Thí dụ như bây giờ tốc độ mình nhấn nhanh nè, nhấn 3, kịch cái lên 3 luôn. Nhấn đây lên nhanh lắm, nhấn cái 3 lên 3. Xong rồi nhấn cái 6 lên 6 luôn. Tốc độ cao nhất là 22, rồi bắt đầu đi bộ rồi đó. Rồi xong, mệt quá. Bây giờ xuống 3 nó nhẹ quá. Mà bây giờ xuống 6 thì bây giờ xuống sao? Bây giờ tôi muốn nhấn 4. Bây giờ tôi muốn nhấn 4 nè, tôi mệt quá, 6 mệt quá. Vậy thì nhấn 4 bằng cách nào? Có hai cách. Một nhấn dày, nhấn nút đô bên đây, nút xúc lô bên đây nè. Nhưng mà nhấn vậy nó ngu. Tại sao ngu? Ví dụ mình nhấn một cái đi. Nó xuống 59. Nó xuống 59 mà nó để cho nó xuống 4 á thì có phải bằng nhấn 20 lần không? Đúng không? Thì vậy là ngu. Thì thôi vậy tôi nhấn 3 đi. Kịch cái xong tôi nhấn nút lên. Nhấn 10 lần. Là lên 4. Các bạn có hiểu không? Yes. Chiếc máy TT8 có chế độ điều chỉnh độ dốc âm. Rồi, bây giờ mình nhấn những cái inline mà nó cho sẵn nè. Âm 4, âm 2, 2, 4, 6, 9, 12. Thì thông qua chế độ manual á, thì Duy đã giới thiệu bạn hết những cái tính năng trên màn hình. Những cái nút bấm là bạn đã hiểu rồi đúng không? Chúng ta đi được 1/2 chặng đường. Chúng ta đi được 1/2 chặng đường để chúng ta lãnh hội cái máy này. Tiếp tục, còn nút chưa chỉ, display. Đây, thay đổi cách giao diện thôi. Thay đổi giao diện thôi. Nhấn này vô một cái. Nó ra màn hình này.
la pơ thi cờ đồ xét minh tham chả có gì hot, chỉ đổi thôi để đẹp rồi, nó nút đây không cần quan tâm rồi. Thôi mình stop, tập mệt rồi stop nghỉ, chưa hết 10 phút mà mệt rồi không tập nữa nghỉ, stop nhường máy cho thằng kia. Nhưng mà stop một lần thì nó là spur, spur lại tức là dừng lại á. Nó hỏi mình tiếp nè, mình muốn resum á thì mình nhấn start để mình quay trở lại chương trình. Thí dụ mình đang đi với chừng á, mình đi vệ sinh đi đó, mình đi vệ sinh thì mình resum lại, còn không á thì mình stop luôn, đứng chỗ luôn. Nó stop cái này nhưng mà nó chưa stop hẳn nha các bạn, nó chỉ là nè program end, tức là cái chương trình này nó end lại rồi thì cái máy nó trở về vị trí bình thường, nó chưa có cài thắng tay đó. Không, mình để cái nữa, stop cái nữa rồi cài thắng tay luôn rồi đó. Bạn hiểu cái máy của mình, tất nhiên mỗi máy nó sẽ mỗi khác. Mình nhấn star là gì, là mặc định là chế độ manual nó chạy đó. Đó, mà khi mà mặc định manual nó chạy á thì nó sẽ reset được độ dốc về không, vô bất kỳ một cái chương trình nào nó reset độ dốc bằng không. Các bạn nhìn trên màn hình nè, độ dốc bằng không rồi đó. Đó, stop rồi, đó là chương trình manual. Manual đơn giản vậy đó các bạn. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.